Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày mùng 3 tháng 1 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, đáng lưu ý vào lúc này là tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo dự báo, thì dòng chảy trên sông Mê Công và đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 1 và tháng 2 năm 2020 là rất hạn chế, khả năng thiếu hụt từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Biển hồ Campuchia ở mức thấp, khả năng bổ sung nước cho đồng bằng sông Cửu Long là không nhiều. Do vậy mà tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức độ sâu hơn gay gắt so với trung bình nhiều năm. Trong một số thời điểm danh mặn trên các sông có khả năng xâm nhập tương đương mùa khô năm 2015-2016. Thời gian xâm nhập mặn cao nhất trên sông Cửu Long tập trung vào tháng 1 và tháng 2, riêng các sông như Vàm Cỏ, sông Cái Lớn vào tháng 3 năm 2020. Từ nửa cuối tháng 3 đến tháng 6 năm 2020, xu thế xâm nhập mặn có xu thế giảm dần. Trong trường hợp cực đoan thời gian thiếu mưa kéo dài, kết hợp với việc sử dụng và khai thác tài nguyên nước trong lưu vực sẽ làm cho tình trạng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn trở nên trầm trọng hơn trong mùa khô năm 2015-2016. Trong khi đó thì hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nơi nắng nhiều nhất trên phạm vi cả nước. Trong cả 3 ngày tới thì hầu hết các nơi ở trên khu vực này trời đều không mưa, ngày có nắng từ sáng đến chiều muộn. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên trong khoảng từ 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ sẽ là từ 31 đến 34 độ. Một số nơi ở tại miền Đông Nam Bộ còn trên 34 độ. Bà con cần chủ động các biện pháp tích trữ nước ngọt và tiết kiệm nước trong sản xuất. Ở tại Bắc Bộ thì vùng trung tâm của khối không khí lạnh vẫn nằm lệch về phía đông, trong khi đó thì ở trên cao có khả năng thiết lập quá trình hội tụ gió ở khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và một phần của khu vực Việt Bắc. Do vậy mà những cơn mưa rào có thể xảy ra ở các tỉnh như Lai Châu và Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang vào hai ngày nghỉ cuối tuần này. Các nơi khác trên khu vực trong cả ba ngày tới phổ biến là ít mưa, có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ cục bộ vào đêm và sáng. Tuy nhiên thì hiện tượng sương mù có xu hướng gia tăng, nhất là ở ở vùng ven biển và khu vực vùng núi cao. Nền nhiệt độ trong những ngày tới tiếp tục có xu hướng tăng lên. Vào đêm và sáng thì trời chỉ xe lạnh ở vùng đồng bằng và trung du, còn khu vực vùng núi thì trời rét nhẹ. Ban ngày có những khoảng nắng yếu về trưa và chiều ở các tỉnh phía đông bắc bộ, với mức nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 26 độ, còn ở phía tây sẽ là từ 25 đến 28 độ. Riêng khu vực Lai Châu và Điện Biên thời gian nắng nhiều hơn, nên có nơi nhiệt độ có thể chạm ngưỡng là 30 độ. Hoạt động yếu của không khí lạnh cũng khiến cho thời tiết ở khu vực miền Trung giảm mưa nhanh trong 3 ngày tới. Đồng thời thì nhiệt độ trên toàn khu vực cũng có xu hướng tăng lên. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế chỉ còn có mưa nhỏ ở một vài nơi và sương mù rải rác vào đêm và sáng, còn trong ngày đôi lúc còn nắng nhẹ. Các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, Mưa cũng chỉ còn xảy ra mang tính chất địa phương, ngày có nắng, nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam với mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng trong khoảng từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất trưa chiều sẽ trong khoảng từ 27 đến 31 độ, riêng ở Ninh Thuận và Bình Thuận trong khoảng từ 30 đến 31 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước, mời quý vị cùng theo dõi. Ở phía Tây Bắc Bộ trong 3 ngày tới, đêm có mưa ở vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng đêm và sáng ngày mùng 5 và mùng 6, khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 28 độ, khu Tây Bắc có nơi cao hơn. Ở phía Đông Bắc Bộ trong 3 ngày tới, đêm và sáng sớm có sương mù, vùng ven biển có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét, còn ban ngày thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 có mưa ở vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 3 ngày tới có mưa ở vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Ở tại Tây Nguyên, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù dài rác, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt quá ngưỡng 30 độ. Ở tại khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới thì đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ trưa chiều ổn định trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới thì đêm và sáng sớm có sương mù mưa nhỏ, trời rét, còn ban ngày thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ trong khoảng từ 24 cho đến 26 độ. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, trong hai ngày tới thì khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, 3 ngày tới có mưa ở vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Từ ngày mùng 6 thì cường độ gió giảm dần. Đối với khu vực ở Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa thì có mưa ở vài nơi ngày nắng. Tuy nhiên trong hai ngày tới thì gió đông bắc ở vùng biển phía Tây vẫn ở mức cấp 5 có lúc cấp 6, từ ngày mùng 6 thì gió giảm dần. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!